Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của máy ảnh Lý Biêu. Kênh YouTube này lập ra với mục đích hướng dẫn các bạn về sử dụng máy ảnh, đặc biệt đối với các bạn mới tập chơi. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều bạn bè nhằm mục đích giúp cho cộng đồng yêu thích bộ môn nhiếp ảnh ngày một phát triển. Mình cũng xin giới thiệu máy ảnh Lý Biêu là một kênh bán hàng uy tín và chuyên nghiệp. Shop mình bán nhiều máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh phim và phụ kiện máy ảnh. Đến với shop Lý Biêu, các bạn có thể tha hồ lựa chọn nhiều và rất nhiều máy ảnh nhé. Các kênh bán hàng của mình có để theo đường link trong phần mô tả. Hy vọng các bạn sẽ yêu mến mình và nhớ follow mình nhé. Ok, hello cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị mình đến với kênh của mình Lý Biêu nha. À, hôm nay mình Lý Biêu hướng dẫn các bạn về sử dụng chiếc máy ảnh này. Đây là chiếc máy quay phim nha. À, nó có chức năng chụp ảnh và quay phim luôn. Cái tên của nó là Xmode À, cái mã này là DV7 bảy um, 570 hoặc là DV uh, uh, 572 gì đó Bởi à, ở vì trên đây nó không có để cái mã là tên gì cho nên mình uh, các bạn cứ tên là Xmod và cái này là nó có độ phân giải là 50 megapixel ha à, cái ngoại hình của nó sẽ như thế này à, đây là chiếc máy quay phim cũng xưa rồi và nó sẽ quay ra một cái chất uh, chất ảnh một chất phim rất là cổ ha một video là gọi là vintage ha bên trong nó cấu tạo như thế này nha. Thì cái này nó có màn hình xây lật như thế này nè, rất là rất là tiện. Mình có thể xây như thế này ha để mình mình lật mình quay hoặc là mình chụp selfie này được luôn. Thì nhắc lại là cái này nó có chức năng chụp ảnh và quay phim nha. độ phân giải của nó là 50MP. Hôm nay thì mấy Anh Review sẽ hướng dẫn các bạn nha. Đầu tiên các bạn muốn gắn pin và thẻ nhớ đây nè, các bạn gạt cái chốt này bấm vào này xuống gạt qua như thế này. cái thẻ nhớ thì nó sẽ nằm đây nha, thẻ nhớ có tên gọi là thẻ nhớ SD các bạn muốn gắn thẻ nhớ vào á, thì mình mình cầm cái thẻ nhớ như thế này ha đây là cái thẻ nhớ sd ha các bạn cầm như thế này các bạn gắn vào nè rồi chúng ta nhấn mạnh vô các bạn muốn lấy thẻ nhớ ra mình ấn qua đây một cái mình mình sẽ cầm như thế này mình lấy ra nè gắn vào về pin đó thì máy này sử dụng cái viên pin aa nha pin aa là cái pin cái loại nó như thế này nè và lưu ý là các bạn nhớ là mua cái pin sạc nha pin sạc là giống như là mình sạc điện thoại đó, mình hết pin mình cắm vào đế sạc mình sạc thì mới sử dụng được còn trường hợp các bạn mua pin rẻ tiền ở ngoài chợ pin pin thường đó 5 ngàn 10 ngàn này kia đó cái cái pin nó không có sử dụng được đâu nha cái pin này mình mua một bộ về khoảng 200 300 gì đó thì mình mới sử dụng được mà loại là pin sạc á thì các bạn gắn vào như thế này các bạn trên viên pin nó sẽ có hai cái cực nha như này nè rồi các bạn cắm vào đây nè đó dấu cộng dấu trừ này ha Rồi sau đó chúng ta đóng nắp lại. Mình giải thích luôn cái nắp này là nó bằng nhựa nó dễ bị bị gãy, bị gãy chân, gãy chấu này kia đó. Thì trong quá trình thao tác các bạn nhớ nó cẩn thận làm đúng bước của nó thì mình sẽ thao tác được. Không, đây nè. Còn khi mà đóng nắp lại thì mình sẽ đẩy cái này mạnh xuống nè. Đẩy cái này mạnh xuống nè cho nó khít lại nè. Sau đó mình đẩy vô nè. Nhiều bạn ví dụ như bạn nữ mà không có Uh, am hiểu đó mình cứ uh, nó chưa nó chưa có sát như thế này mà đóng 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 như thế này nó gãy ha đó, nó chưa sát này đóng vô rồi gãy ha gãy mấy cái chân đó là coi như là cái máy bị hỏng luôn đó rồi khi mà có pin mà thấy nhớ xong thì mình bật cái này ra và mình có thể ấn vào nút này là khởi động nè à, khi mà khởi động nó ra như thế này ha rồi do là mình mình đang quay phim thì cái cái màn hình này nó nó trùng với cái nền này nè cái màn hình này nó lấy vô nó sẽ nhiều khi nó nhìn không có đẹp Thôi mình để cái này để cho các bạn xem cho thấy nhận diện nó dễ hơn ha rồi đối với cái máy này thì các bạn nhìn ở đây ha cái hình này nè là là quay phim ha là nó có những chức năng đây nè cái này là quay phim nè mình bấm vào cái nút nút này quay phim nút này chụp hình nè bây giờ mình bấm nút này cái nè là nó chuyển qua chế độ chụp ảnh là đây là cái hình này, chụp ảnh nè mình bấm vào đây cái là quay phim nè rồi nó có cái này là cái hình giống như cái micro là cái hình giống như cái micro đây nè không là ghi âm bây giờ mình bấm vào đây cái nó sẽ chuyển qua chế độ ghi âm nó hình cái cái micro nè bạn thấy trên màn hình nè đó bấm vào đây là quay phim bấm vào đây là chụp ảnh bấm vào đây là ghi âm và bấm vào đây là xem lại những cái gì mình đã chụp hoặc là đã quay à, nút này là để xem lại ha cái nút này là để dùng để cắm cái sợi dây USB vào để mà mình kết nối với máy tính để mình copy dữ liệu vào trong máy vi tính nha <laughs> rồi ở trên đây nó có nút menu và nút shutter nút uh, nút này nút đèn lát nè nút đèn lát nè nút menu nè nút đèn lát nút menu và nút shutter ha bây giờ mình chuyển qua chế độ chụp ảnh đi mình bấm đây đèn lát nè nó chỉnh về đèn led nó chỉnh về đèn led đây nè rồi bây giờ mình để cái cây xanh này vào trong đây để các bạn nhận diện nó dễ hơn nha chứ lúc mình quay á mình để như nào mình quay thì mình các bạn thấy là cái cây xanh đó vì nó nó bị chiếu ánh nắng ê, chiếu cái ánh đèn rồi này kia nhiều khi các bạn không có nhìn thấy được và cái cái máy quay phim của mình nó nó, nó lấy nét ví dụ đang lấy nét ở đây nè nhưng mình xề qua đây thì nó mới lấy nét lên trên đây được nhưng mà mình nói trên màn hình thì các bạn không thấy ở đây cho các bạn thông cảm vấn đề này nha mình À, đang quay cái máy nó đang lấy nét như thế để mình chỉnh lại cái rồi bây giờ mình bắt đầu tiếp nha thì um, bây giờ mình đang ở chế độ chụp ảnh á. bây giờ thứ nhất là nó cái này đang tiếng nhật nè mình chỉnh vào tiếng tiếng anh đi chỉnh vào tiếng anh cái này rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về chỉnh ngôn ngữ nha. Bây giờ ở đây nè, bạn nhìn mình lên cái màn hình này ha. Rồi ở đây nó có cái nút set và display ha là là chỉnh cài đặt này kia về màn hình á. Thì các bạn ấn nút set display nè, bấm một cái nè. Bấm cái nó tắt, nó tắt những cái chữ ha. Mình bấm một cái nữa, nó tắt luôn cái màn hình. Đó. mình bấm một cái nữa, nó sẽ ra như thế này. Mình bấm một cái nữa. Rồi các bạn bấm menu nha, còn bấm nút menu nè sau đó mình bấm display nè đó các bạn thấy không à, bấm menu bấm display nó ra hai cái nè hai cái trên màn hình này nè bấm display cái nữa nha nó ra đây rồi à, các bạn nhìn vào đây nha bây giờ mình bấm nút lên nút xuống nè nút lên nút xuống là nút này nút lên nút xuống là nhiều khi mình bấm ở đây thì các bạn không thấy đây mà nhìn thấy đây thì nó lại không thấy đây rồi các bạn lên thấy cái bảng như thế này á, là chỉnh ngôn ngữ nha. Đây thứ nhất là ở đăng ở trên trang 2 trang uh, 2 trên 2 nè. Đó các bạn vào trong đây thì nó sẽ cho mình chỉnh ngôn ngữ, sau đó các bạn bấm nút ok này nè. Các bạn bấm ở đây á, bạn bấm vào đây thì cái chữ đỏ này nó xuất hiện ha. Rồi mình bấm nút lên nó xuống. Bây giờ cái đỏ cái đỏ này chạy lên chỗ mà cái chữ yến là, là tiếng Anh nè, là nó ok rồi đó. Máy này nó không có tiếng Việt Nam đâu, nó chỉ có tiếng Anh thôi. Đó, bây giờ các bạn lên tiếng Anh này, sau đó các bạn bấm nút OK ha. Là mình thống nhất mình chỉnh qua tiếng Anh này. Rồi bây giờ tiếng Anh thì nó dễ sử dụng rồi. Sẵn đây mình... Rồi, để đây, đây đi. Rồi bây giờ mình bấm nút Display nó... Bấm nút Menu nữa ha, bấm nút Menu nó thoát ra nè. Thoát ra chế độ này là chế độ chụp ảnh nè. Rồi nó đang ở chế độ là chụp ảnh nè. là cái hình cái hình này là chế độ chụp ảnh nè mà các bạn muốn chụp đó thì mình bấm nút này là nút chụp nha bây giờ mình dùng để lên đây mình bấm chụp nè rồi nó chụp ha bây giờ mình bấm chụp nó không nghe cái tít bây giờ mình bấm nút menu sau đó mình bấm uh, bấm sang hai trang 1 trên hai nè mình bấm nút bit nè bit sau đó mình bấm nút ok nè up up là tắt nè bây giờ bấm lên trên ha bấm lên trên là on là nè on là có thể là nghe tới cái âm thanh đó rồi mình bấm nút OK nè Rồi sau đó các bạn bấm nút chụp Sau đó các bạn bấm nút menu cái nữa nó thoát ra Để gì? Để rồi là mình bấm nó nghe một cái tít là nó chụp nó Cái tít nghe một cái cạch là chụp ha. Rồi bây giờ mình để nơi này, này ha Cái màn hình này nè Các bạn muốn chụp ảnh á Các bạn muốn chụp ảnh thì bấm nút chụp ở đây nha Bấm nút chụp rồi sau đó mình bấm các bạn chú ý vào cái màn hình này nè, mình khi mình bấm lên nó xuất hiện cái màu trắng này nó là nó lấy nét, nó nét rồi sau đó bấm chụp nó nghe một cái tít nghe cái cạch là mình chụp xong đó nha là mình coi như là mình chụp xong rồi mình bấm lại nè đó cái màn hình này ha bấm nút chụp nè rồi nó cái tít sau đó cạch cạch nghe cái cạch là chụp xong rồi trong quá trình mình chụp ảnh thì mình có đèn lát vào không không đây là cái đèn lát đây nè mình bấm vào đây một cái đây là đang chế độ tắt đèn lát đây nè. Máy này nó hơi khó xíu nha, để quay. Bấm vào đây là auto lát nha, các bạn thấy cái đèn chữ A nè, bấm một cái nữa là nó là luôn luôn mở đèn lát, bấm một cái nữa là tắt đèn lát, đó. Bây giờ mà auto lát, auto lát tức là nó sẽ tự động mở đèn lát lúc mà nó ở nơi đủ ánh sáng nó sẽ không đủ ánh sáng nó sẽ không mở đèn led mà thiếu ánh sáng nó sẽ tự động mở đèn led giờ mình để đây mình bấm nút chụp nè đó cái đèn led đánh ở đây đèn led đánh rất là ok ha rồi mình bấm chữ này cái nữa là có đèn led đây nè bấm đó là tắt đèn led nha rồi cái này các bạn muốn chỉnh thì các bạn muốn zoom xa gần thì đây ha lúc zoom xa gần đây nè mình zoom uh, zoom lên nè là zoom nè đẩy xa ra nè do cái máy này là máy cổ rồi cho nên cái màn hình nó hiển thị lên trên đây á, nó không có rõ nét sắc nét như những chiếc máy hiện đại đâu nha các bạn phải chú ý vấn đề này các bạn nào chơi đồ cổ thì các bạn phải biết và các bạn phải chấp nhận điều đó chứ đừng có bạn nói là sao cái máy này nó xấu vậy tại vì cái thời mà nó sản xuất cái máy này là cách nay 20 năm gì rồi mà 20 năm trước thì công nghệ nó cổ lắm cho nên là là nó nó chỉ cái trình độ sản xuất lúc đó nó chỉ như vậy thôi và bây giờ những bạn nào mà mua được những chiếc máy này thì mình quay phim ra những cái thước phim mà thời năm 1990 thì rất là quý luôn nha rồi các bạn có thể bấm vào đây rồi các bạn bấm vào chữ menu ha menu trên nên mình bấm vào đây một cái thì trong này nó sẽ cho phép mình chỉnh ha Uh, đầu tiên này sai sai là chất lượng hình ảnh đó. chất lượng hình ảnh nha các bạn bấm vào cái cái nút này cái nút này nè bấm vào đây một cái nha mình sẽ nói bấm nút vuông nút vuông giữa bấm nút ok là là các bạn hiểu là nút này nha rồi trong đây nó sẽ cho phép mình chỉnh về uh, độ phân giải cũng như là chất lượng ví dụ mình muốn chụp ảnh chất lượng cao mình chọn là số 12m là 12 megapixel nè 5m 3m gì đó cái số càng thấp thì chất lượng càng thấp nhưng mà các bạn là thích chụp ảnh ra những cái thước phim thước ảnh mà nó cổ xưa đó thì các bạn chọn thấp thôi các bạn chọn 5MB thôi thì chụp ra cái màu nó hơi cũ cũ nó hơi nhè nhè nó đúng cũ đúng chất xưa luôn còn các bạn chọn chất lượng cao thì đôi khi nó sẽ không có nó rõ nét thì nó không đúng chất xưa nha rồi mình sau đó là mình bấm nút ok là nó nó đồng ý nó chọn là 12 hai sau đó các bạn bấm nút xuống như này là quality là chất lượng luôn quality là chất lượng ha mình bấm nút nút vuông ok nè nó sẽ có hai cái uh, hai cái chọn là nó mô hoặc là file nó mô là bình thường file là tốt hơn thì các bạn muốn chất lượng cao các bạn chọn file muốn chất lượng vừa vừa còn là nó mô nha các bạn thấy cái số đỏ đó mình bấm nút lên nút xuống đó cái đỏ nó nó tăng lên tăng xuống đó là 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 là, là, là được ha cái đỏ nó, nó nằm ở đâu là nó chọn nó đó bấm nút ok là chọn nè mình bấm xuống đây là quay ba lăng quay ba lăng gọi là cân bằng trắng trong nhiếp ảnh thì các bạn chọn là auto thì cái ảnh nó ra theo cái màu bình thường các bạn muốn cái màu nó vàng vàng hơn thì chọn là sunny là có nắng cloudy nè hai cái này ha thì ảnh hơi vàng vàng tungsten là cái cái ảnh nó sẽ giống như là chụp ở nơi mà có ánh đèn này kia đó mình chỉ giải thích là khi mà các bạn thay đổi cái này thì hình nó sẽ ra khác cái màu nó ra khác tí xíu nha đó, còn không thì các bạn cứ để là auto nha rồi các bạn bấm bấm xuống này uh, EV uh, Compensation này nè cái này gọi là bù trừ sáng mình bấm vào đây ha các bạn muốn tăng ánh sáng lên bấm hướng dấu cộng muốn giảm ánh sáng bấm về hướng dấu trừ nha ví dụ như các bạn muốn cái, cái cái ảnh mình chụp ra nó nó đẹp hơn ý nó sáng hơn á thì bấm về dấu cộng là nó sẽ tự nhiên nó sáng hơn rồi mình bấm về hướng dấu trừ nó tự nhiên nó tối đi nha rồi các bạn nào muốn ảnh cũ cũ tối tối đen đen đó thì các bạn bấm với dấu trừ còn không các bạn để ngay mức giữa này là cân bằng của nó là ok ha rồi mình xuống đây là color effect thì chỉnh màu mình nó có color là màu sắc ví dụ như mình chụp cái ảnh nó ra màu sắc như bình thường là color xuống đây là chụp ảnh ra màu trắng đen xuống đây là chụp ảnh ra màu sepia nha rồi các bạn chọn color là ok rồi rồi mình bấm nút xuống nữa nè xuống đây là set timer set timer là chụp hẹn giờ mình bấm ok ha chụp hẹn giờ nó có là chụp hẹn giờ ớp là tắt chụp chế độ chụp hẹn giờ chụp hẹn giờ 5 giây chụp hẹn giờ 10 giây và chụp hẹn giờ 30 giây chụp hẹn giờ tức là khi mình bấm nút chụp thì 10 giây sau nó sẽ chụp ví dụ mình chọn là 10 giây thì 10 giây sau nó sẽ chụp cái này thì mình ít sử dụng lắm mình chọn là ốp nha các bạn xuống đây đất là hiển thị cái ngày tháng lên trên ảnh mình muốn khi mình chụp ra cái hình có cái ngày tháng ở trên ảnh mình chọn đây on là được còn chọn off là tắt ha on là mở cái ngày tháng còn off là tắt rồi các bạn bấm nút menu nữa nó sẽ ra như thế này bấm nút menu một cái nó sẽ ra cái chế chỗ chỉnh như thế này rồi trong cái này thì mình bấm mình, mình mình, bấm menu sau đó mình bấm cái nữa nó sẽ ra trang thứ hai nè không à, nào bây giờ bấm rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về xem lại nha khi mà các bạn chỉnh ở bên trong xong đó À, ví dụ như các bạn chỉnh bên trong đó thì thì nó sẽ ở đây nó hiện ở đây. Ví dụ như mình nãy mình chọn color nè. Chọn cái màu sắc color rồi nó sẽ ra là color đây ha. Đây là những cái thông tin mà mình đã chỉnh xong nè. Ví dụ như mình mình vừa chỉnh 12 megapixel nó nằm đây nè. Là 12 megapixel nè. Còn ví dụ như mình giờ mình chỉnh nó là nó không phải là 12 megapixel mà mình chỉnh là 5 megapixel đi. Bấm nút ok nè. Thì nó lại hiện ở đây là 5 megapixel các bạn nè. Đó, 50 GB đây ha. Đó. Rồi đó là, là những cái chỉnh về chụp ảnh nha. Rồi các bạn muốn quay phim thì mình bấm vào nút này ha. Bấm đây là quay phim nè. Rồi nó chuyển qua cái hình này là hình quay phim ha. Khi mà quay phim thì nó sẽ nó sẽ quay ở định dạng là AV. Ở đây cái chữ AV này ha. Cái chữ này là chữ AV là định dạng là AV nha. Nó có nhiều thể định dạng lắm, ví dụ như là AV MP4 hoặc là m này kia nó đại khái là vậy nè, AV nè. Các bạn muốn quay phim mình bấm vào đây nha, bấm nút nút này nè quay nè. Và nó hiện như thế này là đang quay ha, nó có cái cái nó có cái cái chấm đỏ này nè là đang quay nè, cái đèn này nó chớp 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 là đang quay nè. Đó, mình đang quay ha, đang quay đây được là 12 giây nè. Rồi mình quay nè. À, thí dụ như mình muốn tạm dừng quay phim thì mình bấm cái nút nút shutter này nè bấm đây một cái nha bấm đây cái là nó sẽ tạm dừng nha rồi nó sẽ lưu cái đoạn video này vào trong cái thẻ nhớ rồi khi mà nó nó lưu xong thì các bạn muốn xem lại thì mình bấm nút này là xem lại nha bấm đây một cái rồi thì khi các bạn quay phim hoặc chụp ảnh xong các bạn muốn xem lại thì mình giải thích cho các bạn như thế này ha bây giờ hiện nay đang ở đây là đang chế độ quay phim nha hoặc là chụp ảnh gì cũng được bây giờ chụp ảnh nè đó rồi các bạn muốn xem lại thì mình bấm đây là xem lại nha, bấm vào đây một cái là chế độ xem lại. Chế độ xem lại thì đầu tiên nó sẽ cho phép mình xem là cái cái đoạn cuối nhất, ví dụ cuối nhất là mình mình đang chụp ảnh đây nè, đang quay phim là cái cái hình là cái này là cái thước phim ha. Rồi mình bấm nút xuống đây, cái này cái là chuyển qua ở đây nó để số trang 1, ở đây có số 5 nè, số 1 nè. À, ví dụ như bạn bấm lên đây nè là các bạn thấy đây là 5/5 tức là trong cái thẻ này có 5 file năm file ha file thứ nhất thứ một thứ nhất đến thứ năm Rồi mình đang xem là cái file thứ năm ha mình bấm lên đây một cái là file thứ tư file thứ tư là hình ảnh do mình chụp có đèn lát nó nó đánh đèn lát sáng nên mình thấy như thế này ha mình bấm lên đây cái là file số 3 3 trên năm nè đó cái hình ở đây ha mình lẫm lên đây cái nữa là cái file 2 trên năm do mình chụp lúc này nó không có đèn lát nên hình nó rất là tối bạn nhìn vào đây các bạn thấy là nhưng mà cái hình nó tối ha do là mình không mở đèn lách và mình chụp chung ban đêm rồi mình bấm ở đây cái nữa là nó mình xem file số 1 ha <laughs> mình bấm lên đây cái nữa là xem file số 5 thì các bạn xem như thế ha thì xem thì các bạn thấy cái này là tức là nó cái hình này là cho biết là mình đang xem file video file quay phim mình bấm cái nữa là đây là file file hình ảnh ha còn các bạn khi mà các bạn xem mà video á ví dụ như đây là video mà các bạn muốn chiếu thì mình bấm nút play nè bấm ở đây một cái là nó chiếu nó chiếu xong này là nút tua tua nhanh hoặc tua chậm nè tua nhanh tới hoặc tua trước sau nè đó là đang chiếu lại nè đang chiếu lại cái đoạn video này có 7 giây ha có mấy giây chín mươi giây mình quay nè đó rồi cái đó là chế độ xem lại ha rồi bây giờ mình sẽ um, rồi nè cái đèn này nó báo cho mình biết thôi đang hoạt động như thế nào thôi rồi bây giờ mình chuyển về chế độ quay phim à, lúc nãy mình cũng có giải thích các bạn về chế độ chụp ảnh mình chỉnh như thế nào đó chụp ảnh chỉnh sao bây giờ mình chỉnh ở chế độ quay phim á trong chế độ quay phim mình chỉnh thì mình bấm vào đây à, mình bấm ở đây thì nó sẽ cho phép mình chỉnh nhanh nha ví dụ như mình bấm ở đây nè bấm cái nút này thì nó ra cái bây giờ mình bấm cái ha nó ra cái này là cái bảng này là cái thông số này 640 với 480 này là chất lượng khi quay phim vì mình bấm đây một cái thì mình bấm qua nè. Đó, nó tăng giảm chất lượng cho nó nhanh, tức là thao tác nhanh á. Thì cái, giống cái máy này ví dụ như mình bấm nút menu nè. Các bạn bấm nút menu xong nó nó xuống đây thì nó cũng là chất lượng quay phim luôn, mình đang ở trang là quay phim nha. Các bạn lưu ý là mình đang ở trang quay phim nha. Trang quay phim là trang này nè, mình bấm vào đây một cái nè. Bấm vào đây cái nó chuyển qua cái này là đang là trang quay phim ha, cái mà, cái màn hình quay phim nha. Màn hình quay phim sau đó các bạn bấm nút menu thì nó cũng cho mình chỉnh đây nè chỉnh nó có là 1, hai 3, 4, 5 đó năm cái chỉnh đây ha đó là mình thay gì mình chỉnh ở trong đây thì nó cũng mình chỉnh ra ngoài cũng được thì mình giải thích đây nha đây là chỉnh chất lượng hình ảnh nè mình bấm đây là chỉnh khi ra là chất lượng cao về ra là chất lượng thấp rồi mà nó ok nè sau đó mình xuống đây là chất lượng nè các bạn chọn là file nha file là chất lượng cao ha. hình ảnh nó, nó sẽ đẹp hơn bạn xuống đây là chỉnh về quay ba lăng nó quay ba lăng này có gồm ô tô quay ba lăng Sony uh, Sony là ni đi này kia nó mình đã giải thích rồi trong cái đoạn thứ nhất rồi rồi mình mình xuống đây là ev compression này là cũng là bù trừ sáng luôn nha là tăng giảm ánh sáng này là muốn quay phim, cái thước phim nó sáng hơn bấm nhiều cộng quay thước phim nó tối bấm nhiều trừ còn không để mức giá trị là không ngay giữa này là cân bằng của nó nha rồi mình xuống dưới đây là Color Effect phép nó cũng có ba chức năng là Color lơ là màu sắc À, còn là quay phim có màu sắc còn bê đúp là quay phim nắng đen còn xe là quay phim theo màu xe đó rồi mình muốn đây mình bấm về đây bấm nút menu cái đó là mình chỉnh bên trong ha mình bấm vào menu mình vào bên trong chỉnh thì bây giờ nó cho mình một cái chức năng chỉnh nhanh này các bạn bấm vào nút nút vuông nè bấm nút vuông nè bấm vào đây một cái rồi bây giờ mình muốn chất lượng cao bấm lên đây nè 640 này là chất, quay phim chất lượng cao ha rồi mình bấm vào đây một cái mình xuống mình bấm bấm nhiều lần ha rồi bấm ở đây chất lượng nè bấm vào đây cái nữa là chỉnh về ev là bù trừ sáng này mình muốn tăng sáng bấm lên vô cộng nè mình muốn giảm sáng bấm dấu trừ nè còn không các bạn để giá trị là không nè rồi các bạn bấm vào đây cái nữa bấm cái nữa bấm cái nữa xuống đây là chỉnh về cái này là quay ba lăng nha ở chỉnh là chất lượng hình ảnh chất lượng file hoặc là ấy đó các bạn thấy giống như là ba 3... đây nào nhiều sáu gạch sáu sao này sáu sao thì nó sẽ chất lượng cao còn ba sao là chất lượng thấp các bạn khó bấm nha đó xuống đây cái là ba sao là chất lượng thấp sáu sao chất lượng cao nè đó bấm đây cái nữa là chỉnh nhiều quay ba lăng quay đang ô tô quay ba lăng nè đó bấm đây cái nữa là khớ lơ là màu nè đó giống như bên trong luôn nha rồi cái đó là cái nút chỉnh nhanh nha rồi cơ bản máy này thì mình cũng hướng dẫn các bạn đầy đủ rồi đó bây giờ chỉ còn chỗ mà cái nút này display nè display thì các bạn bấm vào chữ menu menu nó lên là menu option menu option là như thế này là một trên một mình bấm nút display cái nữa là lên system ha các bạn thấy là system nè thì cái này là chỉnh chỉnh bên trong bên trong máy là cài đặt đầu tiên là ngày tháng đây nha mình chỉnh ngày tháng là chỉnh này bấm nút ok sau đó mình bấm chỉnh nè 25 nè bấm nút giữa nha bấm nút vuông nha đó sau đó mình bấm đây thì nó xong đó rồi xuống đây là bấm âm thanh âm thanh mà nghe bít 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 á mình bấm nút OK đó mình chọn ON ha các bạn chọn ON là nghe tít tít còn OFF là tắt nha bấm xuống này là OFF này bấm xuống này là ON nè bấm nút OK nè rồi bấm nút xuống này nữa là FORMAT FORMAT là FORMAT là thẻ nhớ ha bấm nút OK là mình sẽ đồng ý với FORMAT thì cái chức năng FORMAT này mình ít xài lắm à, khi các bạn FORMAT thì những dữ liệu hình ảnh trong cái cái máy này nó sẽ bị mất hết nha trong cái thẻ nhớ á nên cho mình ít xài lắm nha rồi mình xuống đây default default là chỉnh về cài đặt ban đầu của nhà sản xuất tức là khi mà nhà sản xuất người ta sản xuất cái máy này người ta có cái cài đặt cơ, cơ bản đó thì các bạn default là nó chỉnh về cái cài đặt ban đầu không thích thì chỉnh thì thôi ha rồi các bạn bấm xuống ok nè memory status memory status tức là nó báo cho mình uh, cái trạng thái của cái thẻ nhớ này trong đó là nó có năm cái file file movie là một file nè photo là bốn file nè voi là ghi âm là không có gì phi là phi file là là cái bộ nhớ trống báo là một nghìn chín trăm ba mê nè mình đang gắn thẻ nhớ là hai ghi thì nó còn trống là một ngàn mấy mê nè đó đó là đó là uh, memory status là giống như là trạng thái của thẻ nhớ là cái dung lượng thẻ nhớ còn lại gì cái đó mình bấm xuống cái nữa là trang 2 trên hai hai trên hai thì đây là lén việc là chỉnh ngôn ngữ mình đã giải thích rồi ha TV system là các bạn chọn là NTC ha. Cái này là hệ hệ ban hoặc hệ NTC đó các bạn chọn cái nào cũng được. Auto power up. Auto power up là tự động tắt máy khi không quay khi không sử dụng. Mình đang chọn một min là một phút ha, tức là cái máy này ví dụ như một phút mình cứ để mình không bấm gì hết thì nó sẽ tự động tắt. Như vậy nó sẽ tiết kiệm pin ha. mà các bạn chọn một hoặc là ba đi. Freezing này là các bạn chọn 50 Hz hoặc 60 Hz, cái nào cũng được ha rồi chuyển xuống đây là copy, copy tu cạc tức là ví dụ như um, các bạn chụp ảnh mà mình quên gắn thẻ nhớ đó thì một số ảnh nó sẽ lưu vào trong cái cái máy này mình muốn copy thì mình đây ha, mình muốn ok nè thì mình nó sẽ thực hiện cái lệnh copy còn không thì thôi. Rồi nó chuyển về trang system 1 trên hai lại nó trở lại bình thường lại. Ở đây là cái lo của nó ha, cái lo là nó vừa ghi cái này là ghi âm thanh vào nè, cái này là cái micro nè cái micro để ghi âm thanh vào đây là cái đèn led nè còn đây là cái lo để phát âm thanh ra khi mình mình chiếu cái đoạn phim mình đã đã quay bấm vào đây là chuyển về chế độ quay phim bấm này chụp ảnh nha à, cơ bản thì cũng ok rồi đó cái này cái này như cái tai nghe hoặc là cái cái dắt cắm micro đây nè cơ bản cái máy quay phim này cũng đa chức năng đó, nó cũng nhiều thứ nha rồi thì mình cũng kết thúc đây nha mình cũng hướng dẫn các bạn khá là đầy đủ rồi À, các bạn chịu khó bấm theo cái clip hướng dẫn này thật ra nó không khó đâu tại vì mình mình thật sự mình có nhiều máy lắm cho nên không phải cái máy nào mình cũng biết nhưng mà mình muốn biết cái máy này thì phải cầm cái máy này mình mò mẫm nó khoảng một hai tiếng như mình mới biết được chứ không phải là tự nhiên mà biết được đâu nha rồi ok chào các bạn nha thì uh, hy vọng các bạn sẽ trải nghiệm chiếc máy này cùng mình và các bạn báo cho mình kết quả như thế nào nhé chào các bạn Ok, cảm ơn các bạn vừa xem clip nha. Hy vọng đây là một cái clip bổ ích giúp các bạn hiểu hơn về sử dụng máy ảnh. Thì mình xin giới thiệu các bạn mình tên là máy ảnh Lý hiện nay mình đang bán rất là nhiều máy ảnh trên kênh Facebook và trên Instagram cũng tên là máy ảnh Lý Biêu luôn nha thì đây là hai cái kênh của mình thì khi nào các bạn có nhu cầu tìm cho mình những chiếc máy ảnh ưng ý đó thì các bạn có thể ghé vào những cái đường link mình đính kèm thì bên mình là một cái đơn vị bán hàng rất là uy tín rất là chuyên nghiệp mình có bán máy ảnh phim máy ảnh kỹ thuật số và một số phụ kiện liên quan về máy ảnh thì mình cũng đã bán hơn 10 năm nay rồi khi các bạn có mua máy bên kênh của Lý Biêu á thì sẽ luôn luôn đính kèm đầy đủ các phụ kiện cho các bạn gồm có máy pin sạc pin thẻ nhớ đầu đọc thẻ nhớ dây đeo và clip hướng dẫn sử dụng thông qua cái kênh youtube của mình thì các bạn có thể thấy được là cái cách làm việc là uy tín và chuyên nghiệp của mình như thế nào ok nếu như thấy clip này hết thì các bạn nhớ ấn nút like ấn nút đăng ký kênh cũng như các bạn nào đã từng mua máy ảnh trên kênh mình á nếu thấy sự uy tín của mình á các bạn nhớ thả một lời bình luận để cho kênh mình được phát triển hơn và các bạn đến sau có thể tin tưởng nhiều hơn Trường hợp các bạn nào thấy được những đóng góp, những chia sẻ của mình hữu ích mà các bạn muốn tặng cho mình một ly cà phê thì các bạn có thể nhấn vào nút chức năng Super Thanks trên YouTube nhé. Ok, mình là máy ảnh Biêu, Các bạn nhớ follow kênh mình để biết thêm nhiều thông tin về máy ảnh nhé.